biết thông tin có là thì chú đã cũng linh cảm là cái chuyện là sẽ em của chú là trước sau cũng tìm được. Chú thì vợ chú không giống như bà là bảo rằng là nghĩ chuyện em đi tự tử, mà chỉ nghĩ là em đi chắc là bị nó lừa đi Trung Quốc thôi. Thế thì khi mà nghe thông tin của em là mình rất là vui và rất là mong muốn là làm sao mà có cái thông tin đó là chính xác, bởi vì chú là cũng phải cẩn thận, chú phải xác minh lại, chú cũng phải xác minh lại các bạn ở trên Lạng Sơn ấy là thêm có đúng không, là bạn cái bác sĩ gửi cho chú ảnh, thế sau đó thì gửi cho chú cái chụp cho chú cái bệnh án là khai là Trần Thị Huệ, số nhà 109 tổ 200 Thanh Lương. Thế thì chú mới bây giờ yên tâm là đúng là em mình rồi. Sao có nhớ bà Liên không? Nhớ nhớ bà này không? Nhớ chứ. Ôm mẹ một cái, đi ra ôm mẹ một cái như nào? Nhanh lên, lâu lắm rồi, ra ôm mẹ một cái nào. Ôi trời ơi. Nào, con chào mẹ, con mới về đi. Ra ôm mẹ một cái đi. Ra ôm đi, đấy đúng rồi. Ngồi lùi vào. Thơm mẹ một cái đi. Thơm mẹ một cái đi. Đấy, con yêu mẹ. Thì dày có dám đi nữa không? Đứa nào rủ không đi đấy. Nào hôn mẹ một cái nữa cho tình cảm đi nào. Đấy đúng rồi, để biết đấy. Trước khi nó ở nhà, nó đi làm ở nhà máy dệt được 6 năm. Xong rồi nó yếu thì ra đi chợ buôn rau buôn hoa quả. Thế rồi tự nhiên nó đi mất. Rằm tháng 9 năm 95 thì đi mất, thì mất tích thì tôi cứ tưởng là nó lên cầu Long Biên nó tự tử rồi. Bây giờ tôi cảm thấy là nó về thì tôi cũng vui hơn một chút, là vì thôi hai mẹ con thì cũng đủ ăn, là vì lương trợ cấp của nhà nước, nhưng mà đi giờ ăn uống không bao nhiêu thì không lo, không phải đi buôn nữa. Nhưng mà có 300 trợ cấp thì hai mẹ con cũng đủ, cũng vì ăn uống thì giờ không thiếu thốn.